Hiện nay, tại bước phê duyệt hồ sơ cán bộ công chức viên chức vào cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Nội vụ, lãnh đạo bộ ngành địa phương cần xác nhận về tính đúng đủ sạch của hồ sơ cán bộ công chức viên chức thông qua hình thức ký số. Số lượng hồ sơ cán bộ công chức viên chức của mỗi bộ ngành địa phương lên tới vài chục nghìn hồ sơ, mỗi hồ sơ lại có đến 109 trường thông tin. Do vậy mà để lãnh đạo cấp trên có thể phê duyệt hồ sơ vào cơ sở dữ liệu quốc gia nhanh chóng, thì từng cán bộ công chức viên chức phải tự xác thực thông tin mình khai báo trên hồ sơ là đúng, đủ, sạch. Phần mềm MISA quản lý cán bộ cung cấp giải pháp cho phép cán bộ công chức viên chức tự xác thực trên mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất theo công văn 639 BNVVP ngày 21 tháng 2 2023 thông qua hình thức ký số tại mục người khai, giúp cán bộ công chức viên chức có thể tự nâng cao trách nhiệm của mình đối với các nội dung đã khai báo ở trên hồ sơ. Tiết kiệm thời gian xử lý giấy tờ, thay vì phải in ra giấy, ký tay và lưu trữ sơ yếu lý lịch, cán bộ công chức viên chức có thể xác nhận ký số từ xa nhanh chóng, ngay trên ứng dụng điện thoại, mọi lúc mọi nơi, vô cùng tiện lợi. Ngoài ra thì cán bộ công chức viên chức có thể sử dụng chữ ký số trên rất nhiều loại giấy tờ, văn bản khác như là mẫu phiếu đánh giá xếp loại, báo cáo thành tích cá nhân đề nghị xét khen thưởng, mẫu đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng v.v. Đặc biệt là lãnh đạo bộ ngành địa phương cũng có căn cứ để xác thực phê duyệt hồ sơ cán bộ công chức viên chức vào cơ sở dữ liệu quốc gia nhanh chóng. Việc thúc đẩy cán bộ công chức viên chức sử dụng chữ ký số rộng rãi cũng sẽ giúp các bộ ngành địa phương tăng điểm chuyển đổi số DTI cũng như là phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng đến năm 2025 tại quyết định 411 QĐ-TTg. Cụ thể như sau, trên mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất theo công văn 639 BNVVP, cán bộ công chức viên chức có thể xem lại thông tin và thực hiện ký số để xác nhận những thông tin mình đã khai báo là đúng đủ sạch. Yêu cầu xác nhận ký tài liệu sẽ được gửi về ứng dụng điện thoại, anh chị chỉ cần nhấn đồng ý để hoàn tất ký số. Ngay lập tức thì chữ ký số của cán bộ công chức viên chức sẽ được ký lên sơ yếu lý lịch, rất nhanh chóng và tiện lợi phải không ạ? Sau khi mà cán bộ công chức viên chức hoàn tất ký số, lãnh đạo bộ ngành địa phương có thêm căn cứ để nhanh chóng phê duyệt hồ sơ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Hy vọng là tính năng ký số trên MISA quản lý cán bộ sẽ giúp cán bộ công chức viên chức nhanh chóng xác nhận, đảm bảo tính chính xác trên hồ sơ để lãnh đạo cấp trên có thể phê duyệt đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia nhanh chóng, đơn giản. Kính mời anh chị trải nghiệm ngay hôm nay.